Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật tình hình dịch COVID-19 vào sáng ngày 22 tháng 10 của VTC Now. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin cập nhật mới nhất của chúng tôi vừa ghi nhận được từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Tính đến 6 giờ ngày 22 tháng 10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 551 ca tại 15 tỉnh, thành phố. Đến nay, các ổ dịch đã được kiểm soát ở tất cả các địa phương. Tính từ 18 giờ ngày 21 tháng 10 đến 6 giờ ngày 22 tháng 10, Việt Nam có thêm một ca mắc mới là ca nhập cảnh được cách ly ngay. Đến hôm nay, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 50 không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng. Riêng tại Hà Nội, theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 17 tháng 8 đến nay đã 65 ngày Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đến nay đã 82 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng. Thông tin ca mắc mới, bệnh nhân số 1145 là ca nhập cảnh được cách ly ngay. Cụ thể, đây là một bệnh nhân nam 29 tuổi, làm công dân Việt Nam có địa chỉ tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 20 tháng 10, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN8 được chuyển đến cách ly ngay tại trung đoàn 833, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 21 tháng 10 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Ninh dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 13.652 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 149 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 12.421 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 1.082 người. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi cho 1.046 bệnh nhân trên 1.141 bệnh nhân mắc COVID-19. Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 10 ca, số ca âm tính lần 2 là 3 ca, số ca âm tính lần 3 là 3 ca. Chuyển sang các tin tức về dịch COVID-19 đáng chú ý khác. Trong những tuần gần đây, nhiều quốc gia châu Âu đều đã ghi nhận tình trạng số ca mắc mới trong ngày tăng mạnh, thậm chí cao hơn thời kỳ đỉnh điểm của làn sóng thứ nhất. Ngày 20 tháng 10, giới chức Pháp thông báo ghi nhận thêm 20.468 ca mắc mới chỉ trong 24 giờ. Pháp đã áp dụng lệnh giới nghiêm vào ban đêm từ ngày 17 tháng 10 với 9 đô thị lớn có gần 20 triệu dân. Cùng ngày, số ca mắc mới COVID-19 ở Anh là 21.330 ca, mức cao nhất từ khi xảy ra đại dịch. Tại Bỉ, giới chức đang lo ngại về một cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ hơn bất cứ nơi nào khác ở châu Âu. Chúng tôi đang gần như sắp chạm mức một cơn sóng thần COVID-19. Hiện nhiều quy trình chăm sóc sức khỏe không liên quan đến COVID-19 tại Bỉ đều đã bị hoãn lại. Chúng tôi vẫn đang kiểm soát bằng cách chia sẻ nguồn lực giữa các bệnh viện. Nhưng nếu sự lây nhiễm tiếp tục gia tăng, các trường hợp không liên quan đến COVID-19 phải hoãn điều trị thì sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi người dân hãy tự bảo vệ mình trước COVID-19. Bỉ đã phải ban hành thêm các hạn chế, bao gồm lệnh giới nghiêm từ nửa đêm đến 5 giờ sáng. Cảnh sát phải tiến hành tuần tra trên các đường phố ở thủ đô để cảnh báo người dân về lệnh giới nghiêm. Tại Italia, các chủ tịch vùng, thị trưởng đã triển khai đồng loạt các biện pháp cần thiết, từ áp lệnh giới nghiêm đến phong tỏa các đường phố, quảng trường tại các thành phố lớn nhằm ngăn chặn làn sóng thứ hai của dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại. Trong khi đó, Bộ Nội vụ nước này cũng đã chuyển tới các vùng, các thành phố một số hướng dẫn về các biện pháp phòng chống COVID-19. Theo đó, các vùng, các thành phố có thể phong tỏa một phần các đường phố, quảng trường, đồng nghĩa với việc hạn chế hoạt động đi lại, chứ không cấm hoàn toàn. Tính đến hết ngày 20 tháng 10, tổng số ca mắc COVID-19 tại Italia đã lên đến con số 434.000 người. Còn tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson đã ra lệnh áp đặt các lệnh hạn chế ở mức độ cảnh báo cao nhất đối với gần 3 triệu dân ở vùng đô thị Manchester. Mặc dù quyết định này vấp phải sự chỉ trích gay gắt của chính quyền địa phương vì thiệt hại kinh tế quá lớn, nhưng Thủ tướng Anh khẳng định đó là cách duy nhất để tránh phải phong tỏa toàn quốc. Tôi nghĩ việc phong tỏa địa phương là cách tiếp cận hợp lý, xét trên cách mà virus hiện đang phân tán, và đó là việc chúng tôi đang thực hiện. Chính phủ Tây Ban Nha cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 2 tuần tới nhằm áp đặt lệnh phong tỏa một phần khu vực trong và lân cận thủ đô Madrid, đồng nghĩa với việc người dân vẫn có thể ra khỏi nhà nhưng không được ra khỏi thành phố.
Theo các quan chức trên, vùng thủ đô Madrid đang lên kế hoạch xét nghiệm nguồn nước thải để đánh giá liệu có khả năng virus SARS-CoV-2 tồn tại trong nguồn nước hay không. Robot tích hợp đèn chiếu tia cực tím tiêu diệt virus đã được sử dụng tại ga quốc tế St. Pancras, London. Theo đó, robot sẽ chiếu đèn tia cực tím lên một khoảng diện tích đủ rộng để tiêu diệt vi khuẩn mà không cần dùng thêm bất kỳ hóa chất khử khuẩn nào. Điều quan trọng khi triển khai robot tia cực tím là chúng tôi muốn lấy lại niềm tin và sự tự tin cho hành khách khi sử dụng dịch vụ giao thông công cộng. Phía đại diện nhà ga cũng cho biết, công nghệ này sẽ tiêu diệt gần như 100% vi khuẩn và cả virus, bao gồm cả virus gây COVID-19 trên bề mặt được chiếu đèn và khu vực không gian xung quanh chỉ trong vòng vài phút. Ngoài Anh thì Nhật Bản cũng là quốc gia đã kiểm chứng và áp dụng công nghệ tia cực tím vào việc tiêu diệt SARS-CoV-2. Theo các nhà khoa học Nhật Bản, sau khi robot phóng tia cực tím liên tục trong một khoảng thời gian nhất định, thì virus có thể bị tiêu diệt đến mức không thể phát hiện được nữa. Nhà hàng được gắn sao Michelin này đã đem đến cho thực khách trải nghiệm sự kiện ăn tối trên vòng đu quay Budapest Eye tại trung tâm thủ đô Budapest vào tối ngày 17 tháng 10 theo giờ địa phương. Mỗi vé cho thực khách thưởng thức bữa tối gồm 4 món của nhà hàng nổi tiếng này có trị giá lên tới 48.000 forin, tương đương 154,4 đô la Mỹ. Chỉ vài ngày sau khi mở bán, vé đã được bán hết veo, khi đây là cơ hội hiếm hoi cho nhiều người muốn tìm cách thoát khỏi tâm trạng căng thẳng do các biện pháp hạn chế phòng dịch. Ý tưởng kinh doanh này không những đem lại trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ cho thực khách, mà còn đảm bảo quy định giãn cách xã hội trong dịch COVID-19. Một trong những thực khách của nhà hàng Contest chia sẻ, gia đình họ thường đến các nhà hàng và đã đến 2 nhà hàng gắn sao Michelin. Tuy nhiên, họ đã phải tạm từ bỏ thói quen này do dịch COVID-19. Do đó, sự kiện trên là cơ hội duy nhất để gia đình được ăn uống tại nhà hàng trong một không gian đặc biệt. Vị này cũng bày tỏ mong muốn cùng người thân trải nghiệm sự kiện đặc biệt này thêm một lần nữa. Doanh thu tại một trong những nhà hàng đã mở lại của chúng tôi đã giảm mạnh, hiện ở mức khoảng 1/10 doanh thu trước thời điểm phong tỏa để phòng dịch. Điều này đã buộc chúng tôi phải tìm hướng kinh doanh mới. Chủ nhà hàng Contest dự kiến tiếp tục tổ chức sự kiện tương tự khi thời tiết ấm hơn vào mùa xuân. Các nhà sản xuất căn ngỗng đang hối thúc người tiêu dùng thưởng thức những món ăn ngon vào dịp Giáng sinh để bù đắp cho sự sụt giảm nhu cầu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nhu cầu toàn cầu đối với loại thực phẩm hảo hạn này đã giảm từ mùa xuân năm nay khi hàng ngàn nhà hàng phải đóng cửa và nhiều nền kinh tế trượt dốc vì đại dịch. Trong thời gian đóng cửa, gần 60% sản phẩm của chúng tôi bị ảnh hưởng. Dù đó không phải là thời gian mà mọi người ăn nhiều gan ngỗng, nhưng ngành công nghiệp dịch vụ tại nhà hàng vốn chiếm 40% doanh thu đã lỗ 15% doanh thu bán hàng quốc tế vì chúng tôi chủ yếu xuất khẩu toàn cầu. Các nhà sản xuất hiện nay hy vọng ngành sẽ phục hồi trong khoảng thời gian cuối năm. Bình thường đây là giai đoạn bán được khoảng 70% tổng doanh số bán gan ngỗng cả năm. Các nhà sản xuất đang đẩy mạnh hoạt động marketing để tăng doanh số bán hàng trong dịp Giáng sinh sắp tới. Gan ngỗng được coi là món ăn ngon trong ẩm thực phương Tây, châu Á và là một phần di sản của nước Pháp. Tuy nhiên, ngành công nghiệp sản xuất gan ngỗng đã phải hứng chịu khó khăn do các đợt cúm gia cầm năm 2016-2017 và bây giờ là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dịch COVID-19 sáng ngày 22 tháng 10 của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!